cái bộ não của ta khi đã tập trung vào cái gì thì nó chỉ để ý cái đấy thôi và mọi thứ xung quanh nó không biết mặc dù vẫn xảy ra trước mắt cho nên người nông dân với cái điều kiện kinh tế của họ với mức độ quan tâm của họ họ sẽ chỉ quan tâm vào cái thứ họ muốn quan tâm đấy người công nhân thì sẽ có cái thứ quan tâm của họ người đại gia thì sẽ có cái thứ quan tâm của họ nếu chúng ta hiểu được điều này chúng ta sẽ đi bán hàng thành công chúng ta sẽ nói trúng cái nhu cầu của họ mà không bị nói nói lệch đi được chưa nào thứ nữa chúng ta có thể mở rộng cái phần này ra có phải chúng ta đang bị thông tin của cuộc sống này đang điều khiển ta không giống như là tôi vừa điều khiển thông tin các bạn nào các bạn hãy tập trung cho tôi vào việc là đếm bao nhiêu truyền thế là các bạn cứ tập trung vào truyền nhưng nếu tôi định vị các bạn rằng là các bạn sẽ để ý có một con khỉ đột nhá các bạn sẽ để ý cái phong màu đỏ nhá thì các bạn sẽ biết rõ điều đó Thế nhưng các bạn đã bị điều khiển bởi một cái thông tin chủ đạo Thế cho nên ta phải gì? Mở nhãn quan cái hiểu biết của mình lên Để ta tách mình ra khỏi cái thứ đấy Tách mình ra khỏi mọi thứ Ta mới nhìn rõ được mọi thứ Trong khi đám đông nó đi thế này, đi theo Nhưng ta phải tách ra để ta nhìn xem cái sự thật nó ở đâu Sự thật đâu? Để chúng ta không bị lẫn vào đám đông Thế thì từ cái này ta cũng hiểu rõ rằng À hóa ra mỗi người sinh ra trong một điều kiện khác nhau Giống như bốn cái giai đoạn trưởng thành ấy, Thì họ sẽ có những nhu cầu khác nhau cái cách của họ sẽ nghĩ khác nhau về một vấn đề cách mô tả của họ sẽ khác nhau về một vấn đề cái nhu cầu của họ sẽ khác nhau trong cuộc sống này về cái sản phẩm đấy dịch vụ đấy được chưa và cái cách ra quyết định của họ cũng khác nhau đấy có người sẽ ra quyết định để cho mình cái sự nghiệp này bằng cái việc là một cái tầm nhìn lớn tôi trở thành con người giá trị nhưng có người thì sẽ tham gia cái cơ hội công việc này chỉ để có lương để ăn thôi cái cách ra quyết định sẽ khác nhau thế thì nếu ta biết từng người như vậy thì ta sẽ nói chuyện bạn sẽ có mức lương ổn định và không bao giờ thay đổi mức lương này nó sẽ được thế này thế này thế này thì người ta sẽ yên tâm người ta sẽ đồng ý nhưng nếu với người mà chỉ quan tâm đến làm sao em chỉ có lương để đủ ăn mà ta lại nói là bạn sẽ trở thành bác hồ chí minh thì người ta thích không 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 quan tâm đấy người ta không quan tâm bởi vì người ta chỉ quan tâm đến là đập truyền thôi chứ người ta không quan tâm đến con khỉ hay là quan tâm đến cái phong đổi màu đấy mô hình thế thì mô hình truyền thông nó là như vậy